Xin kính chào quý vị và các bạn. Thời tiết ở các nơi trong tỉnh đêm qua có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to và dông, ban ngày trời hửng nắng, nên nhiệt độ các nơi giảm mạnh, phổ biến trong ngưỡng từ 27 đến 28 độ và độ ẩm tăng từ 74 đến 86%. Đêm nay và ngày mai, khu vực tỉnh chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, nối với cơn bão số 1. Vùng hội tụ gió yếu trên mực 1.500m hoạt động yếu dần, nên thời tiết các nơi trong tỉnh phổ biến đêm có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng, nên nhiệt độ các nơi tăng dần và độ ẩm giảm dần. Còn bây giờ, bản tin xin được chuyển sang phần dự báo thời tiết ba vùng trong tỉnh trong đêm nay và ngày mai. Vùng đồi núi phía Tây, trời nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Vùng đồi Trung Du, trời nhiều mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông cấp 2, nhiệt độ dao động từ 25 đến 32 độ. Và vùng đồng bằng, trời nhiều mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông cấp 2, nhiệt độ dao động trong ngưỡng từ 26 đến 32 độ. Cuối bản tin là phần dự báo thời tiết các vùng trong tỉnh, 3 ngày tới.